Kế hoạch đặc biệt của Putin ở Việt Nam, Nga đã tham gia cuộc đua giành ảnh hưởng với Mỹ và Trung. Vào tháng 6 năm 2024, các mặt báo đồng loạt đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin. Có thể nói rằng, lần đến thăm này không chỉ đơn thuần là cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mà đồng thời đã thiết lập một kế hoạch đặc biệt của Nga tại Việt Nam. Điều này được xem là một cơ hội cực kỳ to lớn cho Việt Nam trong bối cảnh cuộc đua tranh giành ảnh hưởng tài nguyên tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương của các nước lớn, trong đó có Nga, đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Trong cuộc đua này, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin đang triển khai một kế hoạch táo bạo nhằm củng cố vị thế thông qua một lĩnh vực đầy tiềm năng, đó là khí tự nhiên hóa lỏng, LNG. Với nhu cầu năng lượng bùng nổ và sự chuyển dịch khỏi các nguồn năng lượng truyền thống của Việt Nam, nước ta đã trở thành một chiến địa chiến lược quan trọng. Nga không chỉ muốn cung cấp LNG để khai thác một thị trường tiềm năng, mà còn xem đây là một cơ hội vàng để mở rộng tầm ảnh hưởng địa chính trị trước sức ép từ các đối thủ mạnh như Mỹ và Trung Quốc. Liệu kế hoạch đặc biệt đầy tham vọng này có giúp Nga chiếm lĩnh được thị trường năng lượng và khẳng định quyền lực tại Đông Nam Á hay không? Cuộc chơi năng lượng đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Trong chuyến thăm tới Việt Nam vào ngày 20 tháng 6, Tổng thống Nga Putin đã công bố kế hoạch hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng, LNG. Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đã sẵn sàng cung cấp LNG cho Việt Nam dưới một hình thức dài hạn, đồng thời cũng mở ra khả năng sản xuất LNG trực tiếp tại Việt Nam. Đây là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng LNG của Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Theo kế hoạch, Nga sẽ cung cấp LNG cho Việt Nam từ các cơ sở sản xuất tại Nga hoặc xây dựng các nhà máy LNG ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Tập đoàn Novatek, một trong những tập đoàn năng lượng lớn của Nga và cũng là nhà xuất khẩu LNG hàng đầu, được xác nhận là sẽ tham gia vào các dự án LNG tại Việt Nam. Ông Putin cũng khẳng định rằng việc hợp tác này sẽ giúp hai bên cùng có lợi, đồng thời mở ra cơ hội phát triển lĩnh vực năng lượng khí hóa lỏng của Việt Nam, một lĩnh vực đang ngày càng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Theo ông Putin, Novatek đã có những bước chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, bao gồm việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 2021 nhằm theo đuổi các dự án năng lượng tại Việt Nam. Trong số 11 văn kiện hợp tác được ký kết giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước nhân chuyến thăm của ông Putin, có một bản ghi nhớ rất đáng chú ý về hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam và Tập đoàn Novatek. Đây là một minh chứng cho việc Nga xem Việt Nam là một đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là LNG. LNG được xem là loại nhiên liệu hóa thạch sạch nhất, không phát thải muội than, khói hoặc bụi. Đồng thời, LNG cung cấp nguồn năng lượng ổn định hơn so với các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió hay điện mặt trời. Điều này đã tạo ra một cơn sốt LNG trên toàn cầu, từ châu Âu đến Mỹ và cả châu Á. Việt Nam chính thức tham gia vào xu hướng này khi tiếp nhận lô LNG đầu tiên vào tháng 7 năm 2023 từ Tập đoàn Năng lượng Đa quốc gia EL. Theo quy hoạch điện 8 của Việt Nam, LNG sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch. Với mục tiêu nhiệt điện khí hóa, LNG sẽ chiếm 14,9% tổng nguồn điện vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam sẽ cần nhập khẩu khoảng 15 triệu tấn LNG mỗi năm và Nga có thể sẽ trở thành một đối tác cung cấp đáng tin cậy trong dài hạn. Tập đoàn Novatek đã nhìn thấy tiềm năng này từ lâu và đã có những kế hoạch chi tiết để tham gia vào thị trường LNG của Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp LNG, Novatek còn đang xem xét khả năng xây dựng các trạm LNG tại Việt Nam, và điều này thể hiện rõ tham vọng của Nga trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực năng lượng sạch, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường năng lượng quốc tế. Trong các cuộc gặp gỡ với đại diện PVGas và Bộ Công Thương Việt Nam, Novatek đã nhiều lần bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ, bao gồm cả việc tham gia vào dự án điện LNG Cà Ná và mở rộng năng lượng cung ứng LNG cho Việt Nam giai đoạn 2023 đến 2026. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, Việt Nam được các chuyên gia quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia Đông Nam Á có tiềm năng phát triển LNG lớn nhất, với nhu cầu sử dụng LNG tăng mạnh trong những năm tới. Việt Nam không chỉ trở thành điểm sáng trong khu vực
mà còn có thể đóng vai trò quan trọng trên thị trường LNG toàn cầu. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, Đông Nam Á trong đó có Việt Nam sẽ trở thành động lực chính cho thị trường LNG toàn cầu vào năm 2030, trong khi nhu cầu LNG tại châu Âu có thể đạt đỉnh vào năm 2027 và sau đó sẽ suy giảm. LNG và quyền lực mềm. LNG không chỉ là một nguồn năng lượng quan trọng mà còn là một thứ vũ khí quyền lực ngầm trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về chính trị và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Trong khi các quốc gia tranh giành từng tấc đất, từng thùng dầu, từng mỏ khoáng sản, một mặt trận khác đang diễn ra âm thầm nhưng dữ dội, đó là cuộc chiến về năng lượng. Trong cuộc chiến này, LNG sẽ trở thành một con át chủ bài, quyết định ai sẽ là kẻ thống trị và ai sẽ bị gạt ra bên lề. Hãy thử tưởng tượng một ván cờ năng lượng khổng lồ, nơi những cường quốc như Nga, Mỹ và Qatar không chỉ đang tranh giành nhau thị trường, mà còn giật dây điều khiển số phận của các quốc gia khác bằng những bản hợp đồng LNG. Nga, với trữ lượng khí đốt khổng lồ, không chỉ bán năng lượng mà còn bán quyền kiểm soát. Mỗi dòng LNG chảy từ Nga sang châu Âu giống như một sợi dây trói chặt nền chính trị và kinh tế của các quốc gia phụ thuộc. Khi Nga quyết định tăng giá hay giảm nguồn cung, cả khu vực sẽ bị rung chuyển. Bài học đau đớn từ cuộc khủng hoảng năng lượng Ukraine năm 2009 là một minh chứng rõ rệt. Chỉ một quyết định khóa van khí đốt của Nga thôi cũng đủ để khiến toàn bộ châu Âu phải run sợ. Trong môi trường khắc nghiệt này, LNG từ Nga không chỉ là năng lượng mà nó còn là một thứ vũ khí chính trị. Nó là cái búa mà Nga có thể giáng xuống đầu bất kỳ ai vào bất kỳ khi nào. Thế nhưng, cuộc chơi này không chỉ có một mình Nga tung hoành. Ở bên kia chiến tuyến, Mỹ cũng không bao giờ đứng yên. Với vị thế là một trong những nhà sản xuất LNG lớn nhất thế giới, Mỹ không chỉ nhìn thấy cơ hội về kinh tế mà còn xem đây là một con đường chiến lược để làm suy yếu đối thủ chính là Nga. Khi Nga dùng LNG để khống chế châu Âu, Mỹ nhanh chóng lao vào ký kết những bản hợp đồng cung cấp LNG dài hạn với các quốc gia đang lo sợ trước sự thống trị của Nga. Không đơn giản chỉ là vấn đề về tiền bạc, mà đây là một cuộc tấn công chính trị tinh vi. Nhờ vậy mà, Mỹ sẽ dần thay thế vị trí của Nga trên bản đồ năng lượng châu Âu và buộc các quốc gia này phải nghiêng về phía mình. Trong các cuộc đàm phán và quyết định chính trị quốc tế, mỗi con tàu LNG từ Mỹ đến châu Âu như một mũi dao đâm vào tầm ảnh hưởng của Nga, khiến cuộc chiến năng lượng giữa hai siêu cường này trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong khi Nga và Mỹ đang giao đấu căng thẳng, Qatar, một quốc gia nhỏ bé tại sa mạc Trung Đông, cũng đã tham gia vào cuộc chiến này với một chiến lược sắc bén. Là nhà cung cấp LNG hàng đầu thế giới, Qatar không dùng sức mạnh quân sự mà dùng năng lượng để xây dựng một đế chế ngầm của riêng mình. Với các bản hợp đồng LNG trải dài từ châu Á đến tận châu Âu, Qatar dần trở thành một tay chơi không thể bỏ qua trong ván cờ năng lượng toàn cầu. Sự hiện diện của Qatar là minh chứng rõ ràng rằng bạn không cần một đội quân hùng mạnh để trở nên quyền lực, chỉ cần kiểm soát được nguồn năng lượng mà thế giới cần. LNG chính là chìa khóa để Qatar từ một nước nhỏ bé vượt lên trở thành một thế lực đầy quyền lực trên trường quốc tế. Không chỉ là sự đấu đá giữa các siêu cường, các quốc gia nhập khẩu LNG cũng không hề ngồi yên, họ cũng bị cuốn vào cuộc chiến này và trở thành những con tốt trên bàn cờ năng lượng toàn cầu. Châu Âu lo sợ trước sự phụ thuộc vào Nga, đã quay sang Mỹ và Qatar để tìm kiếm những bản hợp đồng mới nhằm thoát khỏi gọng kìm năng lượng của Moscow. Ở Đông Nam Á, các quốc gia như Việt Nam và Thái Lan trở thành những điểm đến mới của LNG và cuộc đua giành lấy các hợp đồng với các quốc gia này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai chiếm được thị trường này sẽ có trong tay một khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Trong khi đó, các tuyến đường vận chuyển LNG cũng đã dần hình thành một chiến trường ngầm khác. Những eo biển chiến lược như eo biển Malacca hay các cảng LNG quan trọng đều trở thành mục tiêu tranh giành của các cường quốc. Việc kiểm soát những con đường này không chỉ đảm bảo nguồn cung năng lượng mà còn kiểm soát cả dòng chảy kinh tế và chính trị của khu vực. Một sự cố nhỏ tại các tuyến đường này cũng có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, khiến các quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu đều phải dè chừng. Trong bức tranh địa chính trị đầy phức tạp này, LNG không chỉ là nguồn năng lượng quan trọng mà còn là một thứ vũ khí chính trị, một công cụ để các quốc gia tranh giành quyền lực và tầm ảnh hưởng. Cuộc chiến LNG không có tiếng súng, nhưng ngày càng trở nên gay cấn và khốc liệt, không kém bất kỳ một cuộc xung đột quân sự nào. Nga, Mỹ và Qatar, mỗi quốc gia đều có một nước đi riêng trong ván cờ này và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng. Kế hoạch thực sự của Nga tại Việt Nam
trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của Việt Nam đang tăng vọt, không chỉ đơn thuần là bán LNG mà còn là một chiến lược để điều khiển cuộc chơi năng lượng tại khu vực Đông Nam Á. Khi Việt Nam đang tìm cách giảm thiểu phụ thuộc vào than đá và chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn, LNG trở thành một giải pháp lý tưởng. Tuy nhiên, đằng sau những bản hợp đồng LNG béo bở, Nga đang âm thầm thắt chặt sợi dây kinh tế với Việt Nam. Việc Nga cung cấp LNG cho Việt Nam không chỉ dừng lại ở những chuyến hàng, mà là một chiến lược dài hạn, bao gồm việc xây dựng các cảng tiếp nhận LNG và các nhà máy điện khí. Điều này biến Nga thành một đối tác không thể thay thế trong chuỗi cung ứng năng lượng của Việt Nam. Nga hiểu rằng, một khi cơ sở hạ tầng này được thiết lập, không chỉ Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á sẽ dần phụ thuộc vào nguồn cung LNG đến từ Moscow. Đây chính là thứ quyền lực mềm mà Nga đang xây dựng thông qua những dự án LNG, tạo ra một sự gắn kết kinh tế vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cùng với sự kiểm soát năng lượng, Nga cũng đang tham gia vào ván cờ chính trị tại Đông Nam Á, nơi mà họ đối đầu trực tiếp với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh quyền lực và tầm ảnh hưởng. Trong khi Mỹ và Trung Quốc đang giáo giết giành giật ảnh hưởng tại Đông Nam Á, Nga lại chọn cách âm thầm len lỏi qua cửa ngõ năng lượng. Mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam không chỉ dừng lại ở kinh tế, mà còn mang tính chiến lược rất sâu xa. Trong khi Mỹ đang tìm cách sử dụng chiến lược năng lượng để làm giảm thiểu sự phụ thuộc của Việt Nam vào những nguồn năng lượng và thương mại từ Trung Quốc, thì Nga lại chơi một ván bài khôn ngoan hơn, chính là trở thành người cung cấp giải pháp thay thế mà không trực tiếp đối đầu. Tuy nhiên, cuộc đấu này không hề dễ dàng. Mỹ, với tiềm lực mạnh mẽ về công nghệ năng lượng, cũng đang nhắm tới thị trường LNG của Việt Nam. Họ dùng chiến lược cung cấp LNG với mức giá cạnh tranh, đồng thời đầu tư vào hạ tầng năng lượng. Cuộc chiến năng lượng đang diễn ra ngầm, nhưng vô cùng khốc liệt, và Nga biết rằng chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến họ mất đi cơ hội thiết lập quyền lực tại Việt Nam. Bên cạnh đó, anh bạn hàng xóm khổng lồ của chúng ta, Trung Quốc, cũng không đứng ngoài cuộc chiến này. Dù có mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga, nhưng tại Đông Nam Á, Trung Quốc luôn muốn giành lấy vị trí dẫn đầu. Việc Nga cung cấp LNG cho Việt Nam không chỉ là một hành động kinh tế đơn thuần, mà còn là cách Moscow kiểm soát cục diện trong khu vực. Việt Nam, với vị thế địa chính trị quan trọng, đã nghiễm nhiên trở thành chốt chặn trong cuộc đối đầu này, và bất cứ ai nắm giữ được chìa khóa năng lượng của Việt Nam đều sẽ có lợi thế vượt trội. Kế hoạch của Nga tại Việt Nam thông qua LNG không chỉ đơn thuần là kinh doanh, mà nó là một chiến lược dài hạn đầy tham vọng và được tính toán vô cùng tinh vi. Nga nhận ra rằng, khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển, nhu cầu năng lượng sẽ ngày càng tăng. Với mỗi hợp đồng LNG mới, Nga đang dần thiết lập một hệ thống kiểm soát ngầm. Điều này không chỉ giúp Moscow chi phối nguồn cung năng lượng, mà còn tạo ra ảnh hưởng chính trị sâu sắc đối với các quyết định chiến lược của Việt Nam. Việc đầu tư vào các dự án hạ tầng năng lượng sẽ không chỉ mang lại lợi thế về kinh tế cho Nga, mà còn đảm bảo sự hiện diện chiến lược lâu dài trong cuộc đua giành lấy Đông Nam Á, một khu vực đầy tiềm năng. Nga đang chơi một ván cờ với những nước đi rất khôn ngoan và cẩn trọng. LNG không chỉ là năng lượng mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa quyền lực trong khu vực. Kế hoạch đặc biệt mà Putin muốn triển khai ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, mà đằng sau đó là một sự tính toán kỹ lưỡng. Có thể nói rằng, đây là một chiến lược táo bạo của Putin và là một phần trong kế hoạch lớn để đưa nước Nga trở lại vị thế vĩ đại.